Đồng chí bố trí đền địa, nó là cái đời xưa đó, là chỉ có là sống ở chai tấm chai và lãi là ở là được ở điện địa phương đắn đo ở điện địa phương chứ không ở trên bộ được, vì là sống ở nước là mà cái nghề đi là nghề hẳn là duy nhất là cái đời chỉ có hai ông bà nhưng mà không có khó, nhưng mà cái đời vua mới ra đầu tiên đấy. Đó, ở Huế mình là cũng vua ra đầu tiên là phải gì là cả hai ông bà để là không có con nhưng mà tấm trai. Đó, tấm trai mà từ khi đó mà cho đến là dây tư là có những cái mồ này cũng phần con là chính chỗ là Văn Thắng. Đó, con Văn Thắng là cái nghề tấm trai đi á, hai ông bà nữa tấm trai. Cái lưỡi hẳn cùng tùy theo cái lưỡi mà cái lỗ nhỏ thì tự nhiên thì dệt lâu, nhưng mà cái lỗ mà hẳn mà to thì tự nhiên dệt mỏng. Đó, mình đối điểm được bằng thằng ăn cái bùn đất quá, đó là nó vàng thôi, đó là lấy cái màu nó vàng thôi chứ đâu có phải là cái vàng, đó là hiểu như thế nào. Còn một cái chi đi, cái đồ chi đi họ làm nó xuất xít này, chưa hiểu đó, chứ cái chi nó ít lắm, không có đâu, chứ nói ở Nam là cái chi như họ làm này là xúc xích, nhưng mà cái lưỡi đấy mình là làm đảng là giống như làm thực cúng thằng khác xuống, nhưng mà mình phải cuộn cái đi lên, mình phải cột cái từng cái móc đó, từng cái móc đi để cho nó móc mình giữ cái đục đi sau là coi như khi mình tống xuống mình kéo là nó cả nó vô nó có đục hết. Mà chúng ta là cả nước mình chứ có phải là nói là phải là cả nước Việt Nam đây này chứ đâu có phải là một cái chỗ đó là phải gì là tấm là nghề là tấm mạ được chưa đây chỉ là cái tấm mạ ra rửa thôi à, mà cái chai nó khác đó, và cái đồ của mình nó diện á là mình cầm cái lấy đi nó khác này. Không xây cái này ra, không xây cái cho thằng cái vợ đi. Ok, nó ra, nó phải chạy nhộng như đi. Rồi mình quay đi làm này. Đó, mình bắt đầu là làm để mà tâm. Chỉ gọi cho, chứ gọi xuống, chứ gọi đại chủ hướng cho đấy. Rồi, nhưng mà chứ mình định đại tâm thiến được. Tổng công vạn là quay chứ. Làm ghế làm chắc phải đơn giản phải đỡ bất ạ. Chứ còn mà gần đồ 10 mét là cũng được. Thằng này không hề đặt. Thank you.
Thì quả nhiên là gạo thì bữa nào no thì tốt, mà bữa nào thiếu thì chịu thôi chứ gì nữa ra. Nhiều khi, à thì đúng rồi, nhưng mà cái đây giờ trong nước mà qua nước Hà Nam là các nước có quay phim Nhật Bản trong tâm trai thì tự nhiên có cái gì đó anh đấy. Chêu rồi, ác thiệt. Bạn cái cục kia.